Hôm nay mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm xem đại vận xem là nó tốt hay là nó xấu. Xem đại vận không hề dễ nhá. Không phải là cứ nguyên tắc là vòng thiên không là thất bại, vòng thái tuế là thành công, vòng thiên mã là thế này kia, không đúng nhé. Chưa hẳn là đúng đâu, nó chỉ là lý thuyết trên một cái nền tảng cơ bản là đó thôi, cơ bản rồi chứ chưa chắc là đúng hết, còn rất nhiều lý thuyết khác nhau. Ôi, chào mọi người. Chúng ta phải nhìn nhận như thế này. Đầu tiên là vòng thái tuế đi. Vòng thái tuế thì tại sao có những người vòng thái tuế thành công và tại sao có những người vòng thái tuế thất bại, đúng không? Chúng ta phải nhìn nhận rõ, không phải là cứ ai đến vòng thái tuế cũng thành công, thì phải chúng ta phải xét rất nhiều vấn đề. Thì cái điều đầu tiên mà khi người ta xét đến ấy, thì người ta vẫn phải xét đến cái tổ tuyến mệnh tài quan. Cái tổ tuyến mệnh tài quan là xem nó ra làm sao và nó như thế nào, xem là cái tuyến mệnh tài quan ấy nó có thích nghi được với cái vòng thái tuế đấy không, nó thích nghi được không, nó thích nghi ở cái mức độ nào thì thành công hay là thất bại ở cái mức độ đó. Và đương nhiên trong một cái vòng thái tuế thì tôi vẫn khẳng định là rồi, thế nói đi nói lại rồi, rất nhiều người, từ người bình thường đến những người nổi tiếng, thậm chí là quan chức đi chăng nữa, thì xin thưa là vòng thái tuế có thể là sẽ tạo điều kiện để cho con người ta thành công. Nhưng cũng rất nhiều người đến vòng thái tuế, lên đến đỉnh cao rồi, nhưng rồi cũng phải nghỉ ngơi. Đến cái giai đoạn đấy là người ta dừng lại, người ta chững lại, người ta không tiến được nữa. Đấy, bởi vì sao? Vòng thái tuế nó mang đầy cái nội lực, đầy cái sự thay đổi của môi trường xung quanh. Tất nhiên là cái môi trường đó nhìn chung là sẽ tốt cho đường số. Rất nhiều cái thời cơ, rất nhiều cơ hội, rất nhiều vận hội. Thế nhưng mà nếu như cái tổ tuyến mệnh tài quan đó nó không đáp ứng được yêu cầu, nó không đáp ứng được yêu cầu này, nó không đảm bảo được cái sức mạnh để cái vòng thái tuế nó bùng lên thì cũng không có được. Nó không có được đâu nha. Đấy, vòng thái tuế chúng ta phải hiểu rằng đến đó là thời cơ chúng ta sẽ nhiều. Thời cơ chúng ta sẽ rất nhiều. Thế nhưng mệnh mà không có nội lực thì làm sao biến thời cơ đó thành cái sự thật được, thành một cái kết quả tốt được, đúng không? Và chúng ta lại phải khẳng định nữa rằng khi mà đến một cái vòng thái tuế, tức là trong cái tam hợp đại vận các bạn đến á, nó có thái tuế, bạch hổ, quan phù á, mà bản thân người ta không chịu vận động, người ta không chịu vận động thì đương nhiên là sẽ không có thành tích, không có thành tích, không có thành tựu, không có kết quả gì tốt đẹp. Thế nên là cái vòng vận nó chỉ tả ra cái thời cơ nó đến thôi. Còn nếu như bản thân chúng ta mà ngồi há miệng chờ sung, há miệng đớp ruồi thì đương nhiên là không bao giờ có kết quả tốt được. Đây là điều chắc chắn. Một vòng thái tuế nó cần được tạo tiền đề bởi rất nhiều yếu tố. Đó là tiền đại vận. Đó, tiền đại vận nhé. Tức là trước vòng thái tuế khoảng một thời gian xem là người ta đã đón cái vòng thái tuế như thế nào. Và cái vòng thái tuế thường sẽ thành công rất là kinh khủng nếu như mà trong cái tổ tuyến mệnh người ta có một chút sát tinh nho nhỏ thì người ta thành công rất ghê gớm. Và vòng thái tuế nó thành công rất dã man nếu như cái con người đó mà đứng ở cái thế là con người năng động. Chúng ta hiểu nhé. Nếu như mệnh người ta ở thế của những người năng động thì đến vòng thái tuế thành công rực rỡ. Còn nếu như mệnh mà đóng ở cái tổ tuyến bị động thì đến vòng thái tuế cũng không ăn thua. Vòng thái tuế chúng ta hiểu đơn giản là môi trường xã hội, đúng không, đã thay đổi để phù hợp với cái con người này, để rằng cái con người này khi đến cái giai đoạn này người ta gặp cái thời cơ tốt hơn, người ta may mắn hơn, người ta dễ thích nghi hơn, chứ nó không đồng nghĩa việc thành công. Và rất nhiều người khi đi vòng thái tuế là lên đến đỉnh cao của sự nghiệp và cũng dừng lại ở đấy luôn, chứ không tiến thêm được nữa, không tiến thêm được nữa. Đây là cái vòng thái tuế để chúng ta hiểu nó như thế nhé. Đấy, nếu như mà con người đó, tổ tuyến mệnh tài quan đó có một cái sức kéo, có một cái sự năng động, có một sức sáng tạo lớn, một cái sức sáng tạo mạnh, thì đến cái vòng thái tuế người ta sẽ thừa hưởng cái thành công đấy thôi. Và đương nhiên tiền thái tuế thì chúng ta cũng phải xét ngay, và hậu thái tuế chúng ta phải xét ngay. Đấy, xét thì xét theo cái gì? Dương nam âm nữ và âm nam dương nữ. Cái tuổi mà dương nam âm nữ nhá là tiền tuế hậu không, tiền tuế hậu không. Thế còn tuổi âm nam dương nữ là tiền không hậu tuế.
Đó, tức là đã đến thái tuế rồi, sau đấy là chúng ta phải đón một cái thiên không, hoặc cũng có tuổi thiên không rồi được đón thái tuế. Đó, hai cái này là chúng ta phải hiểu rất rõ này. À, nếu như thái tuế là sự bình ổn của môi trường thì thiên không thì nó là sự biến động. Anh nào thích nghi được sự biến động thì anh mới thành công. Và anh nào không thích nghi được cái sự biến động đấy, anh thất bại. Thất bại hoàn toàn. Và ở cái vòng thái tuế là vòng của thời cơ. Rất nhiều cái thời cơ may mắn, rất nhiều cái thời cơ tốt đẹp nó sẽ đến với người ta. Nó ngược lại thiên không, nó không phải là thời cơ nữa, nó cũng không phải là cơ hội. Vòng thái tuế nữa, nó là nguy cơ, rất nhiều nguy cơ, rất nhiều cái sự tiềm tàng trong cái rủi ro này, rất nhiều rủi ro tiềm tàng ở trong cái đại vận nào, đại vận thiên không. Và vòng thái tuế khi nào nó bị phá tan phá nát ra, gặp sát tình. Gặp sát tình thì chúng ta phải hiểu rất rõ. Rất nhiều người mệnh trong tam hợp của tử phủ ngũ tướng liêm, tam hợp rất đẹp, đến vòng thế giới là thất bại, thất bại nặng nề, bởi vì vòng vận gặp tối hổ phù, thế nhưng có sát tinh đi vào. Chính cái thằng sát tinh, một là nó thay đổi cái tính chất của thái tuế, cái thứ hai nó sẽ oánh cho thằng tử phủ ngũ tướng liêm là tơi bời khói lửa luôn. Vậy là chúng ta xét thì cứ phải ôm cái mệnh, mệnh ôm cái bộ gì, cái bộ nào sợ cái gì. Thì ngày xưa tôi có rất nhiều bài nói rồi, đúng không? Tử phủ thì sợ cái gì, phá quân sợ cái gì, tham lang ưa cái gì, thất sát cần cái gì, thiên tướng là không thích cái gì. Ở đây tất cả là có hết rồi, thì đi đến cái vòng vận đó chúng ta ốp vào thì nó chính xác kinh khủng khiếp luôn, chính xác dã man luôn. Thế nên là chúng ta phải phải nhìn thật tinh, xét thật tường thì mới thấy, thậm chí phải đi tìm nguyên nhân lý do kết quả. Ngày trước tôi đã chấm lá số cho một anh, là số tuổi Kỷ Mùi, mệnh tử vi cư tại Tý, có sao Đào Hoa ở mệnh. Tuổi Kỷ Mùi mà cung Thiên Di có Lộc Tồn, nó cũng rất là đẹp. Tuổi Kỷ Mùi nói chung là lá số cũng rất là ok đấy, rất là ổn đấy. Hồng Loan thì cư về cung Tài, Hỏa Đất Thiên Không, Thái Tuế cư về Tật, mệnh tử vi cư Tý. Tử vi thì thuộc thổ, mà một cái tuổi Kỷ Mùi 79 thì hỏa đẹp không đẹp. Thế nhưng tôi vẫn bảo với cả cái chị gái anh ấy, anh này đến đây là hỏng hết. Anh ấy đến đây là hỏng hết, và đúng vận thiên không vào là nát bươm nát bét, vợ chồng bỏ nhau, bản thân thì chơi cờ bạc nợ nần, mà là toe loe vay tiền hết người này người kia, nhà cửa phải bán không còn một cái gì. Đó, vấn đề nó nằm ở chỗ gì, chỗ đấy, nó nằm ở chỗ đấy. Chúng ta đi tìm cái nguyên nhân sâu xa của nó, tìm rất nhiều nguyên nhân, mão thìn tỵ ngọ mùi, rất nhiều thứ nha. Ví dụ cái mệnh mà tử vi cư tý đó mà tuổi Kỷ Mùi 79 có sao Đào Hoa ở mệnh, đúng không? Thì tử vi cư tý thì tham lang cư cung ngọ, cự môn thiên đồng thì cư tại cái cung tật ách, rồi điếu khách nhập về cung nô bộc. Trời ơi, thế ơi, thế là khi đi vào vận thiên không có Hồng Đào, đang từ một giám đốc chi nhánh ngân hàng Liên Việt Postbank, nó bắt đầu là ăn chơi cờ bạc nợ nần bị đuổi việc, lại xin sang ngân hàng khác cũng lại bài toán ăn chơi cờ bạc lại bị đuổi việc, nợ nần vay tới loe, rồi cùng vợ chồng bỏ nhau là trốn đi tận Tây Nguyên ở rồi. Rất là đáng sợ cái vận thiên không đó. Cái gốc là gì? Là thằng điếu khách đã cư ở trong cái cung nô bọc ấy rồi. Điếu khách đã cư nô rồi. Vậy nên là chúng ta nhìn nha, mệnh nào không sát như thế thì nô là tang túy điếu. Nếu như chúng ta là người khôn ngoan thì chúng ta phải vất vả tất tả để chúng ta lo đồng lương, chúng ta trả cho nhân viên, đúng không? Tang túy điếu là ta lo cho người, người giúp việc cho mình, nô bọc mà, đúng không? Ta lo của, lo tiền, lo có gạo tiền, lo vật chất cho người xung quanh mình, tức là ta đứng thế là ông chủ, là không sát đấy. Thế nhưng mà ta mà là người ngu dốt đấy thì ta sẽ bị bạn bè ta lôi kéo. Cái bọn mà tang túy điếu là cái bọn cờ bạc ăn chơi ấy, nó sẽ kéo mình vào, và từ đấy là mình vỡ nợ này, mình phá sản này, mình tiền bạc mình mất này, mất hết mất hết mất hết đấy, vấn đề nó nằm sâu xa ở đấy. Và khi đi đến đại vận ở ở cung tài bạch, đó là cái cung cung thân này này, ở cái cung thân này này có Hồng Loan thiên không này đấy, đi đến đấy có Vũ Khúc này, có thiên tướng này, và đặc biệt nhé, tuổi Kỷ nó có triệt đóng đấy, vận có tướng triệt, thì cái đại vận đầu ấy thì không sao. Đại vận mà cư ở cung Dậu này có cái cung Tử Tức thì không, chưa vấn đề gì, chưa vấn đề gì đấy. Mà nhị hợp với cái cung Tử này là cung Nô, cung Thái Âm, Thái Âm mà cung Nô điếu khách thì đi vào đến cung Tử Tức thì không sao, đó không sao cả.
vận thái dương thì lương thì chẳng vấn đề gì, triệt nó đón đầu. Thế nhưng mà vận thứ hai vũ tướng hội triệt thì có đúng là đi vận đấy là mất chức không, mất công mất việc, phải bỏ hết nghề nghiệp đi không, mất hết giám đốc chi nhánh đi, nhưng mà nợ nần rút tiền ngân hàng linh tinh làm toi loe thì bà chị đi trả nợ bét nhè rồi. Đấy, vấn đề là thiên tướng hội triệt. Thế mà trong cái vận này có thiên không này, đó cô thần này, quả tú này, hồng không cô quả, thiên không là vận tướng vũ hội triệt. Mà triệt đi đấy là mệt lắm, triệt đón đầu không sao, triệt vút đuôi thứ hai nên là chết giả. Thế vậy là cung hai vận triệt, cái vận đầu thì không sao, vận sau mới là mệt mỏi. Đấy, thằng triệt là như thế đấy, triệt là như vậy đấy. Thế nên là xem tử vi phải hết sức từng tình tưởng, cực kỳ tình tưởng, nó ra vấn đề được, tìm nguyên nhân, tìm lý do và ra kết quả. Ra kết quả ngay, ra kết quả luôn và ngay. Cái anh này ấy, mà chúng ta thấy mệnh đào không sát thì nô là tang tư điếu. Đó, nô là tang tư điếu nha, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận cuộc đời đấy nó là như thế. Thái tuế của anh thì nhập về cung thật đó, còn cung điền có bạch hổ, quan phù cư cung huynh đệ, tuế hổ phù đồng nó, chúng ta phải xét rất kỹ, xét rất tinh tưởng thì mới được. Rồi tiếp theo là chúng ta phải hiểu bản chất của một số các tổ tuyến khi nó đi vào vòng thái tuế. Ví dụ như là cự môn thái dương là gì, âm dương lương là gì, cơ cự đồng là gì, phủ tướng triều viên là gì, tử phủ vũ tướng là gì, sát phá lang là gì, sát phá liêm tham là gì. Đó, khi mà vận đấy đi vào vòng thái tuế mà gặp cái bộ đấy thì nó ra làm sao, nó như thế nào. Cũng có những người mà vòng thái tuế nó đi nó gặp thái dương cự môn, có những người vòng thái tuế gặp tử phủ vũ tướng liêm, có người vòng thái tuế thì gặp sát phá lang, có người vòng thái tuế gặp sát phá liêm tham. Nên chúng ta phải hiểu bản chất ngày trước ở trên kênh Mệnh Lý Thiên Cơ, ở trên cái kênh Tử Vi Nam Phái đấy, ông Lang ông nói rồi, tử phủ vũ tướng nó đại diện cho cái này, sát phá lang đại diện cho cái này, vòng thái tuế là thế này, sát tinh là thế này, thì nó biến đổi ra cái này, nó biến đổi ra cái này. Cái đặc tính của sát phá liêm tham là gì, sát phá lang là gì, đấy đặc tính nó như thế. Cái vòng thái tuế thì nó phải cộng vào, nó phải như thế, cường độ nó tăng lên, tốt nó tăng lên, xấu nó tăng lên. Rồi từ phủ vũ tướng liêm gặp vòng thái tuế, xét xem có sát tinh không có gì, đỉnh cao, tốt đỉnh, làm bản lề cho những vận sau, đúng không? Mới gặp sát tinh, coi đến đây là sừng, coi đến đây là hết cuộc chơi, giờ end, hết phim, kể cả tuổi trẻ. Hôm trước tôi đang lán số một cậu em lên ấy, đại vận đi đến mệnh cậu ấy là liêm trinh thiên tướng cư cung tý, tuổi kỷ tỵ 89 nè. Kỷ tỵ 89 là số rất là đẹp, mệnh ôm âm long trực, phong cáo rồi tả hữu, không thiếu cái gì, không thiếu cái gì. Cậu ấy đang làm trong nhà nước, một đơn vị cấp cao, rất cao. Tin vận đến thái âm, ôm tuế hổ phù âm dương sáng rực như hội không kiếp, hội rất nhiều sát tinh đi vào và bị bắt rồi, bị khởi tố rồi. Đấy, vấn đề nó nằm ở đấy. Mệnh tài quan là âm long trực nhé, nô phụ tử là tuế hổ phù, thì có phải là không nghe lời cha mẹ không? Thế rồi thái tuế nó đóng chính về cung nô, ta làm ảnh hưởng quyền lợi người khác thì người ta quay lại người ta đập cho mình chết ngay. Thái tuế ở cung nô bọc, nhất định người ta đánh cho nhảy dây nhảy ngược, đánh cho không có đường lùi, sống không chỗ ở, chết không chỗ chôn. Chính thái tuế cung nô bọc, đây là lý thuyết từ ngày tôi nói cách đây phải đến mười mấy năm rồi. Ai phải hiểu bản chất vòng thái tuế, ai hiểu bản chất của thái tuế thì mới đầu mới cắt nghĩa, mới giải thích được, mới giải thích được. Thế nên là riêng với thái tuế thì thuận sống chống chết, nguyên tắc của nó, chứ không làm nào được. Đó, vận mặc dù nhá, thái âm về cung Dậu nhá, thái dương về cung Tỵ, thiên lương về Sửu ở phụ mẫu nhá, âm dương lương sáng rực tuế hổ phù long phượng sáng rực mà cậu ấy sinh giờ dần, đẻ tháng riêng giờ dần, Tý Sửu dần, mệnh lập tại Tý của liêm tướng, Tý Sửu dần phong cáo không thì nó cũng cung quan, mệnh đóng tại Tý phong cáo cung quan đẹp cực kỳ luôn. Mệnh tử phủ vũ tương liêm sáng rực, mệnh liêm trinh thiên tướng đẹp lắm, trời ơi đẹp vô cùng, tử phủ cư tài nha, vũ khúc cư quan đẹp lắm. Lá số cậu ấy làm ở trên tòa tối cao, tòa án dân tối cao đó, cơ quan rất là quyền lực. Thế nhưng rồi đấy, tối hổ phù ở tam hợp nô phụ tử, không nghe lời cha mẹ đấy, làm ngược ý cha ý mẹ đấy, ảnh hưởng lợi ích người khác, tuế hổ phù cung nô, thế là thôi xong rồi, vào vòng thái tuế ăn ngay con địa không để kiết nha. Bởi vì này cậu ấy sinh giờ dần, lại đẻ tháng riêng, Tý Sửu dần, để sao địa không nó nhập về cung tử tức rồi,
Đấy, tí xỉu dần địa kiếp nhập cung phụ mẫu rồi. Tức nô phụ tử vừa có tuổi hổ phù long phượng vừa có không kiếp. Và vẫn đi đến đó vẫn là đòn luôn. Đặc biệt là gặp sao thiên hình. Gặp sao thiên hình. Vì sao thiên hình khởi tháng riêng từ cung dậu. Mà cậu lại sinh tháng riêng. Sao thiên hình đóng ngay về cung dậu. Vừa là cung tử, vừa là đại vận, vừa có thiên hình, vừa địa không, vừa địa kiếp nha, vừa tuổi hổ phù long vượng đánh nhau một phát mất luôn, bắt luôn, khởi tố khẩn trương. Mà tôi nhìn thấy cái họa là từ cách đây khoảng 3 năm nha, 3-4 năm, ngày xưa tôi cũng nói qua rồi. Mấy năm nay thỉnh thoảng cậu sang nhà tôi một năm vài ba lần, thì lần nào tôi bảo em tập trung học hành, vì cung quan em có phong cáo rất đẹp, vận này âm dương lương chỉ có học thôi, mới đừng làm gì sai, tuyệt đối không được làm sai, vì thấy tuế ở cung nô bộc là chết dở. Thì cậu cứ vâng mới dạ, không nói thật với mình. Đùng một cái, vợ của nó gọi anh ơi, ông sao, ông xã anh em bị bắt rồi. Đấy, mẹ chết chưa. Và cuối cùng nó lòi ra. Lòi ra rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Bởi nếu như bạn làm sai thì bạn phải chấp nhận thôi. Bạn làm sai phải chấp nhận thôi. Còn nếu như không làm sai thì cái con đường nó lại rộng mở vô cùng tận nha. Có âm, có dương sáng rực nha. Âm dương sáng rực, trời ơi, có tứ linh cái lồng hổ phượng đẹp lắm luôn. Và chúng ta thấy nhé, trước khi mà đến cái vòng thái tuế thì bản thân cậu này là cái đại vận nó nhập về cái cung phu thê sát pha lang, lại ôm vòng đào không sát, nó là cái tiền đề để cái vòng thái tuế nó chết to. Tiền không hậu tuế đấy, đừng có nghĩ rằng tiền không hậu tuế trên lý thuyết ông Lăng ông bảo là thành công đúng không, vất vả trước được sau đúng không, mất trước được sau là tiền không hậu tuế đúng không, tiền không hậu tuế. Thế nhưng không phải ai cũng vậy, nhiều khi chính tiền không nó lại không mất, mà thái tuế nó lại mất. Như vậy là tất cả nó chỉ là lý thuyết trên một nền tảng cơ bản về bốn cái tổ cách là tuế hổ phù, đào không sát, âm long trực và tam tứ điếu. Đó. Rồi. Và cái vòng thiên không cũng thế, vòng thái tuế cũng vậy thôi. Nếu như trong một vòng thái tuế mà ta thấy à, ngoài tuế hổ phù thì ông nói mà thêm tả hữu xương khúc khôi việt, những cái bộ sao đẹp hoặc là tam hóa liên châu, qua quyền lộc đi vào thì thành công rực rỡ, thành công rất rực rỡ. Vòng đào không sát cũng thế, có tam hóa liên châu, có tả hữu, có xương khúc, có khôi việt, có các bộ trợ tinh bàng tinh đi vào là càng đẹp, đẹp vận đấy vẫn thành công được. Kể cả là vận vòng thiên không, chúng ta xét kỹ một tí đó. Thế tiếp theo là vòng tam tứ điếu đại vận đi vào. À, dẫu biết rằng cái cuộc đời này khi gặp tam tứ điếu thì chúng ta phải xác định 10 năm này chúng ta biết mùi vị cuộc đời, 10 năm này có những sự thay đổi từ công việc đến môi trường, từ xã hội đến gia đình, tất cả là sự biến đổi, là thay đổi. Để rằng ta cứ phải tất bật, ta cứ phải hớt ha hớt hải, ta cứ phải đi lại, ta như một con thoi 10 năm tang tuế điếu. Biết rồi, có tang môn là chuyện buồn, có tuế phá là cái không vui, nghịch cảnh nghịch cách sinh ra, và điếu khách thì hao tài tốn của. À, biết rồi, có tang tuy điếu là có tin buồn đây rồi, có thể có đại tang đây rồi, tang tuy điếu, cuộc đời phải đi lại lại rồi, thay đổi nơi ăn trốn ở đây rồi. À, tuổi trẻ mà gặp tang tuy điếu thì ta có thể nhập ngũ lên đường, tuổi trẻ gặp tang tuy điếu thì xa nhà xa quê học hành, tuổi trẻ gặp tang tuy điếu thì xuất ngoại, tuổi trung niên gặp tang tuy điếu thì đổi nhà đổi cửa đổi phương tiện xe cộ đây rồi. Đó, tang tuy điếu tất nhiên nó cũng có thành tích, nó cũng có cái thành tựu của nó bởi vì cái con thiên mã. Nhưng thành tựu đến đâu phải xét thiên mã cho thật tưởng, giống như vòng thái tuế. Và có một cái nghịch như thế này, vòng tang tuế điếu mà hội một chút sát tinh thì lại thành công rực rỡ. Nó ngược cái vòng thái tuế. Vòng thái tuế mà có sát tinh thì thôi xong, con nai ngồi cạnh con tròn thế thế liếm mồm con nai. Đấy. Khác nhau tang tuy điếu, đúng không? Và nếu như vòng thái tuế nó duy trì phát triển ở một cái sự ổn định thì vòng tuế phá cũng lại là phát triển, nhưng trong một cái sự sôi động, một cái sự thay đổi, rất nhiều cái thay đổi liên tục điên cuồng trong cái 10 năm đó. Và âm long trực là cái vòng mà sẽ khiến cho chúng ta may mắn nhất, may mắn nhất, êm đềm nhất, nhẹ nhàng nhất. Thế nhưng ngược lại 10 năm đấy mà cái khả năng kháng cự của chúng ta với cuộc đời nó không tốt ấy, thì 10 năm đấy cũng lại dở hơi tờ bơi. Đó, thế nên là xét cho thật tường, thật tinh, thật kỹ, tìm nguyên nhân, tìm lý do và đi tìm kết quả cho nó. Thế nên là vì năm nay ai đó mà tiểu hạ, các bạn vào trang tử vi nam phái.vn ấy,
nhìn lên cái trên cái trang ấy, nó cái cùng TH ấy, có cái chữ TH ví dụ 40, TH 41 ấy, là tiểu hạn năm đấy của bạn đấy, bạn bao nhiêu tuổi, nhìn vào trong tam hợp của nó, nếu như bạn dính Thái Dương và Cự Môn thì năm nay bạn rất mệt mỏi nha. Tiếp theo, bất cứ ai tam hợp của sát phá lang hoặc sát phá liêm tam cũng rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi đấy nha. Nguyên tắc là như thế. Còn đương nhiên có nguyên tắc phụ, à tuổi trẻ, tuổi trẻ thì chúng ta sợ thất sát, đúng không? Đó, trung niên thì chúng ta sợ phá quân, và về già là chúng ta sợ tham lang. Những người già gặp tham lang là chết, trung niên gặp vận phá quân cũng chết, mà trẻ gặp thất sát cũng tỏi. Ấy Lô Dũng, đó, ba cái ánh sát phá lang này, mà Thái Dương Cự Môn nó đại diện cho cái gì? Thì tôi xin thương ngắn gọn như này, nó đại diện cho công danh, đại diện cho công việc, đại diện cho quyền chức, quyền năng, quyền lực, đại diện cho cơ bản là hệ thống cán bộ. Vậy là năm nay đã có hóa kỵ đi vào. Tôi đã nói rồi, năm nay rất nhiều quan chức, anh em lãnh đạo bị bắt, bắt nhiều. Vừa hôm qua hôm kia bắt cả chủ tịch bí thư Vĩnh Phúc của Quảng Ngãi, bắt nhiều lắm. Năm nay can giáp mà, liêm phá vũ dương, Thái Dương gặp ngay con hóa kỵ, mặt trời lơ lửng treo sáng thế này. Thế mà gặp con hóa kỵ, cái tầng mây đen nó che đi mất rồi. Thế là hỏng rồi, hỏng mất rồi. Và tiểu hạn của ai có Thái Dương hóa kỵ thì rất mệt, đặc biệt trong tam hợp dần ngọ tuất. Vì tam hợp dần ngọ tuất năm nay là có tang môn thiên mã. Thì tang môn là tin buồn, thiên mã là ngựa xe phương tiện, cự môn là pháp lý, Thái Dương là quyền năng. Gặp hóa kỵ là mất chức mất quyền, lên xe về quê ngã ngựa. Mà ông nào mà ăn combo ít sát tinh vào thì vỡ mồm con chó sồm, đúng không? Cự môn, Thái Dương, tăng môn, hóa kỵ, thiên mã, thêm tí sát tinh vào, đặc biệt là phong cáo kình dương là còng số 8, bắt luôn lên đường không chạy được. Đấy, được chưa? Đồng tử vi nó phải ra như thế thì mới được. Trang tử vi nam phái .vn đây ra số trực tuyến 299 ngày này, có đủ ấy. Thế là anh em đọc vào ấy, mình mà thấy không những năm nay hoặc là năm nào đấy thì liệu hồn. Thế nên thì đừng có làm láo, đừng làm sai, sống phải thượng tôn pháp luật, không thể coi trời bằng vung, không thể coi thùng bằng nia, không thể coi thìa bằng muôi được, được chưa? Phải làm đúng, làm sai thì cái mẹ đấy, các bạn biết rồi, ủy viên Bộ Chính trị còn đi tù, ủy viên Trung ương bị bắt một đống một mớ kìa. Các loại tướng lĩnh quân đội, tướng lĩnh công an thì bắt kìa, thì chúng ta không là cái gì. Vậy là phải làm đúng, thì đừng có làm sai. Làm sai là ăn cơm nhà nước đấy, không có ngày về đâu. Lâu lắm mới được về. Vì về là mất cả bố lẫn mẹ rồi. Được chưa? Vậy là các bạn mà muốn đọc hiểu hết ở trên cái trang tử vi nam phái.vn thì bạn phải nghe tôi nhiều đã. Thứ hai là nghe trên cái kênh YouTube. Cái thứ ba là phải đọc từ từ, phải nghiên cứu từ từ, ta cứ lưu cái đường link đi lại, ta xếp vào thành file PDF và ta in ra cũng được, mang ra hiệu photocopy người ta in cho nó ra mấy chục trang giấy này, về đọc từ từ, nghiên cứu từ từ, xem tốt ở đâu, đấy, xấu ở đâu. Và bên tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, thì cũng định dự kiến là xem hết tiểu hạn tất cả các năm suốt cuộc đời. Thế nhưng mà tôi đang phân vân, bởi vì các cụ vẫn nói một câu như này, lơ lửng thôi là thiên cơ bất khả lộ, không hay cho lắm, nó không hay cho lắm đâu. Chào mọi người, cuộc đời này có quá nhiều thứ chúng ta không được chọn, khó lắm. Chúng ta sinh ra chúng ta không được chọn cha chọn mẹ, không được chọn anh em, chẳng được chọn tổ tiên mồ mả phúc đức, chẳng được chọn môi trường sống, không được chọn màu da sắc tộc, không được chọn quốc gia vùng miền. Tất cả mọi thứ đã có hết rồi, chúng ta mới sinh ra, chúng ta chẳng được chọn cái cuộc đời này, chỉ chọn cái cách sống thôi. Thậm chí đến người vợ, người chồng chúng ta không được chọn đâu. Chúng ta không được chọn đâu các bạn ạ. Đến cái người vợ, người chồng ở bên cạnh mình, cái người yêu mình, bạn trai của mình khó được chọn. Khó lắm, đó là nhân duyên nghiệp nợ hết. Nó là duyên nợ để đưa đẩy, để gặp nhau, làm sao mà chúng ta chọn được. Khó vô cùng. Thay vì chọn cái đó, chọn nghề chả chọn được, chọn giàu, chọn nghèo chả chọn được, con cái chả chọn được cơ mà. Khó lắm, đúng không? Vậy chọn cái cách sống, thế thôi. Sống tử tế là được rồi. Còn ai đó có nhân duyên chọn thì cố mà chọn, ráng mà chọn,
thông thái mà chọn vậy đấy. Giống nhiều bạn sinh mổ nhắn tin cho tôi, đồng ý tôi chọn không thì thôi, đó là nhân duyên. Có người thì chê đắt, có người thì không tin, có người lằng ngoằng là tôi không nhận giúp nữa. tùy duyên, đúng không? Tùy duyên. Nhiều người nhờ tôi chọn giờ sinh mổ cho con, thế nhưng cứ phân vân mà bắt tôi là phải giải cái lá số đi trước, thì sau đó thì mới mổ. Ngay lập tức là tôi không nhận luôn. Mà có chuyển tiền cho tôi bách lại ngay. Tôi không nhận. Bắt phải giải trước để làm gì có cái chuyện đấy. Rồi tiếp theo là có đòi hỏi cái gì nó cũng phải tốt. Không được, làm gì chuyện đấy. Bàn tay ngón dài ngón ngắn, uống chi thì là số tử vi. Đấy, thế nên tất cả nó phải tùy duyên. Cuộc đời chúng ta chẳng được chọn nhiều thứ. Và cái gì được chọn thì cố mà chọn. Nên chọn nên chọn là người bạn tốt thì nên chọn người bạn tốt. Chọn là người vợ tốt, người chồng tốt thì nên chọn. Chọn là người bạn tâm giao tốt thì nên chọn. Chọn là công việc tốt thì cũng nên chọn. Chọn là cái cách sống tốt thì cũng nên chọn. Còn lại thì khó. Làm sao anh có quyền chọn cha chọn mẹ anh được? Ai chả thích là khi mình đẻ ra cha mẹ mình công thành danh toại, cha mẹ mình giàu có, đúng không? Nhà mình nó phải vương gia quý tộc, không thì nhà mình cũng phải là có điều kiện. Không được, ai chơi thế. Chọn là sao được, phải không nào? Anh chị em nào thích xem cụ thể thì phải vào trang tử vi nam phái .vn, điền thông tin giờ ngày tháng năm sinh, âm dương lịch, ghi rõ giới tính ở đây, bấm vào chữ an sao la số đó. Ai bạn nào mà mê tử vi thì bấm vào chữ luận giải online, thanh toán có 299.000 về mà đọc, nó đầy đủ lắm, nó chi tiết lắm, nó không thiếu cái gì trên đấy đâu. Và thậm chí xem cái tiểu hạn cực kỳ chính xác. Bên tôi vẫn đang phát triển thêm một số cái nữa để làm sao cho nó chi tiết hơn, nhưng mà nó sợ nó dài quá, đang phân vân. Nó luận giải đủ 12 cung, luận giải tiểu hạn. Thế còn rất nhiều các đại vận về sau thì tôi chưa cho vào đó, bởi vì rất nhiều các thứ mà khó nói lắm. Bởi vì như thế này này, cuộc đời nó vô thường, nó rất vô thường. Các bạn có thể cài đặt cái năm bạn xem thì năm nào cũng được. Thích xem năm chúng ta năm 49 tuổi, năm 3 tuổi, chúng ta lấy cái năm sinh thì nó cũng được, nó có. Cái đấy tôi đã có làm rồi. Thế nhưng mà xem đại vận 10 năm tiếp theo, tôi chưa làm, không làm. Cuộc đời nó vô thường. Có những người hôm nay làm bạn ta, ngày mai làm kẻ thù của ta. Có những người hôm nay đang còn sống, còn khỏe, còn vui, ngày mai không còn nữa. Ốm đau, bệnh tật, tai họa, rất nhiều thứ. Chưa biết rằng tương lai sẽ như thế nào. Thôi, nó rủi ro quá. Có quá nhiều thứ rủi ro. Từ dịch bệnh này, thiên tai này, rất nhiều thứ. Đó, rất rất nhiều thứ. Thế nên tôi chỉ cho phép các bạn chọn và xem cái tiểu hạn năm theo ý muốn. Từng năm thôi. Chứ còn đại vận 10 năm ở xa là tôi không có đưa vào trong đó. Đưa phần luận là không. Nha. Hết sức thông cảm. Rất nhiều bạn comment ở trên trang cá nhân của mình, nhưng mà lấy la số ở trang khác tôi không xem, tôi không trả lời nữa. Tôi bơ luôn. Bắt buộc bạn phải lấy ở trên trang tử vi nam phái.vn. Đây là nguyên tắc của tôi rồi. Bạn phải lấy trang ở trên trang web đó. Nó rất rõ ràng, rất đầy đủ. Và tôi dám khẳng định rằng trong tất cả các trang lấy la số tử vi Việt Nam bây giờ, thì cái trang tử vi nam phái của tôi là đẹp nhất, là chính xác nhất, là đầy đủ nhất. Đó, không thừa, không thiếu, đầy đủ, chính xác, dễ nhìn, dễ coi, dễ hiểu, cũng đủ độ bắt mắt. Nhiều trang còn an cả Lưu Đào Hoa, Lưu Hồng Loan, Lưu Thiên Khôi, Lưu Thiên Việt, mẹ tiên sư, nó Đào Hồng Khôi Việt, nó lưu vào đấy. Rối hết cả mắt. Bên tôi chỉ đơn giản này, đầy đủ như một cái lá số cơ bản, thêm tiểu hạn năm và tứ hóa của năm. Đó, tứ hóa của năm. Ví dụ năm nay là năm Giáp Thìn, thì trên cái lá số tử vi ấy, khi mà các bạn in ra ấy, đây, chào bác Hương, in ra này, các bạn nhìn có một cái ô vuông ở dưới này, tôi đánh dấu ô vuông lên này, đó, đây là tứ hóa của năm, năm này năm Cam Giáp, Liêm Phá Vũ Dương thì đưa vào trên máy sẽ tự chạy, đây ví dụ Liêm Trinh Hóa Lộc, nhập về cung Thiên Di thì tôi ghi tắt là H Lộc 2.Di, tức là Hóa Lộc về cung Thiên Di. Đó, hát quyền về di, hóa quyền cũng về cung Thiên Di. Hát khoa về phu thê, hóa khoa năm nay về cung phu thê. Hát kỵ về bào, tức là hóa kỵ về cung huynh đệ. Đấy, trên này,
thế thôi. Ở trên này tôi chả đề cái gì, không viết linh tinh. Và trên cái trang này thì tôi chỉ ghi có 9 chữ thôi. Mà suốt cái cuộc đời tôi học tử vi tôi chỉ nghiệm là 9 chữ này. Các bạn nhìn thấy cái chữ em đậm đậm đây này. Đây này, cái chữ mà thư pháp này là trời tích nắng, khí tích mưa, nhân tích thiện. Đó, suốt đời tôi học tử vi thì đúc kết lại có 9 cái chữ này thì tôi đưa vào đây. Hết rồi. Và góc trong cùng này đây là cái ấn sư thầy làm tặng tôi. Trong này là cái con triện, đúng là con triện. Đó là chữ tử vi nam phái hết. Đã có cái gì này, còn chuyện chữ tử vi nam phái. Còn góc bên này là trời thích nắng, khí thích mưa, nhân thích thiện, đạo trời đất hết. Thế thôi. Thông tin họ tên này, năm sinh này, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh này. Một bên là dương lịch, một bên âm lịch này. Đó rồi giới tính này, rồi đến mệnh này. Đó vì cái người này là sinh năm 79, mệnh thiên tượng hỏa này, cục hỏa lục cục này, âm dương thuận lý mệnh khắc cục này. Năm xem 2024 này, năm giáp thìn này, tuổi 46 này, được ghi hết ở đây. Thế thôi. Ví dụ cái người này nói 46 tuổi, tiểu hạn cư cung tật. Thì ở cái cung tật ấy tôi ghi chữ TH46 này. Đây, bạn nhìn thấy không? Đấy, TH46. À, tôi bôi đen đây này, TH46 này là tức là tiểu hạn năm 46 tuổi, nó nằm ở đây. Nó nằm ở cung tật ấy này, vậy thôi. Đó. Bạn nào mà sinh sau 23 giờ, đã chuyển sang ngày mới rồi. Đấy chứ? Sau 23 giờ đêm là chuyển sang ngày mới rồi, ngày hôm sau rồi. Chứ không phải là đến 00 giờ mới nhảy ngày đâu nhé. Được chưa nào? Đến 23 giờ là chạm giờ tí của ngày hôm sau. Chúng ta phải đổi ngày. Chứ nhiều người không biết. Ví dụ con mình buổi sáng ngày mùng 9 đi. Sáng ngày mùng 9 đưa vợ đi bệnh viện. Thì đến đêm mùng 9 vợ đau bụng. 23, 22 giờ đêm vợ lên bàn đẻ. Thế nhưng mà 23 giờ 5 phút mới đẻ được. Thì anh vẫn đẻ ngày mùng 9 là không đúng. Không đúng. 23 giờ lúc này nó đã sang ngày mùng 10 rồi. Đấy, và thậm chí có những ngày cuối tháng ngày 30 nó sang ngày mùng 1 của tháng sau rồi. Chứ không phải là sau 00 giờ. Chúng ta xem theo âm. Thế nên là sau 23 giờ đã nhảy ngày rồi. Đấy chứ? Thế tôi cũng nói đi nói lại là sau 23 giờ đêm 30 Tết là sang ngày mùng 1 rồi. Sau 23 giờ của đêm 30 là sang ngày mùng 1 rồi. Chứ không phải là sau 00 giờ mới sang mùng 1. Ôi nó như thế thì giờ tí nó chỉ có một tiếng à. Trong khi là sao? Một giờ âm, tức là một canh bằng hai tiếng giờ dương cơ mà. Vậy là trong một ngày, tính theo dương là chúng ta có 24 tiếng. Tính theo âm thì chúng ta chỉ có 12 cung giờ thôi. Giờ tí, giờ xỉu, giờ dần, giờ mão. Đấy, quay một vòng đến giờ hợi thì giờ nào có hai tiếng. Vậy là phải công bằng. Giờ tí cũng giống giờ ngọ, giờ mão cũng giống giờ dậu. Đều có hai tiếng dương. Đều có 120 phút. Vậy nên phải giờ tí phải bắt đầu từ 23 giờ và kết thúc bằng 00 giờ, 00 giờ 59 phút. Đúng không? Vậy là đến 23 giờ là phải đổi ngày rồi. Âm là phải đổi rồi. Đấy. Đấy chứ? Nhiều người không biết. Đáng như dương phải đổi, đừng có nói. Một canh bằng 2 tiếng rồi, quy gì theo tiếng, quy theo canh. Giờ tí một canh là 2 tiếng, từ 23 giờ là sang giờ tí, đến 00 giờ 59 phút. Đó. Chạm 01 giờ là giờ tí. Từ 01 giờ đến 03 giờ đêm đó là giờ xỉu. Từ 3 đến 5 giờ sáng đó là giờ dần. Từ 5 giờ đến 7 giờ đó là giờ mão. Đấy, 5 đến 7 giờ là giờ mão. Vào giờ mão. À, ví dụ để giờ mão đấy. Người ra khỏi nhà, gà ra khỏi chuồng, đúng không? Và thời mão là thái dương nhật xuất phù tang ở mão rồi. Thái âm lúc này nó đi về hợi. Nguyệt lãng thiên môn âm dương hợp cùng về có người ta thân cư thiên di. Đấy, vạn vật phải ra khỏi nhà, bắt buộc phải ra khỏi nhà đi làm. Đó thế tôi nói vui vậy thôi nha. Các bạn cố gắng dậy sớm, thức khuya dậy sớm một chút. Người thành công phải có lối đi riêng. Mà tôi chưa thấy ai mà dậy muộn mà thành công đâu. Rồi bye bye mọi người.